Xin chào tất cả mọi người nha. Thì thể theo yêu cầu của một số bạn thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách đấu dây bộ điều khiển từ xa mà dùng cho động cơ 3 pha nha mọi người. Thì ở đây mình có là cái CV 3 pha hả mọi người ha. Rồi một cái contactor rồi ha. Nhưng mà nếu mà dùng động cơ 3 pha, tại vì ở đây mình chỉ hướng dẫn thôi mọi người, mình chia sẻ mọi người cách đấu dây thôi, cho nên là không có cái rờ le nhiệt cho mọi người. Nếu mà xài động cơ mà muốn an toàn nữa là nó phải có rờ le nhiệt gắn vô đây nữa mọi người ha, thì nó mới ok. Rồi đây là cái bộ điều khiển từ xa nha mọi người. Bộ điều khiển từ xa đây, để mình lấy nét cho mọi người xem. Đây mọi người, nó có cái số trên đây nè mọi người ha, HB 950 nha mọi người, 9500 đó. Đây ngay cái remote điều khiển mọi người. Thì để tránh mất nhiều thời gian của mọi người thì mình sẽ bắt tay vào đấu luôn nha mọi người. Thì dây mình đã chuẩn bị sẵn rồi nha mọi người, để nó không có mất thời gian xem của mọi người. Thì mình chuẩn bị dây sẵn rồi, và mình chỉ đấu dây thôi. Thì mọi người để ý trên cái bộ điều khiển từ xa này ha, thì ở trên bộ điều khiển từ xa thì nó có hai cổng nè mọi người. Đó, bên phải là cổng output ha mọi người ha, là ngõ ra mọi người ha, còn input này là ngõ vào nè. Thì chúng ta sẽ cấp nguồn vào hai cổng này nha mọi người. Mọi người chú ý cho mình nha, đừng có đấu lộn nha, đấu lộn có thể nó cháy nha mọi người ha. Đây là mọi người đóng đấu nè, ngõ vào nè hay ngõ ra nè, hai dây nè ha. Trên đây nó cũng có ghi luôn nha mọi người, L và N nha mọi người ha. Đây L là dây nóng mọi người ha, nào là dây mát nha mọi người. Đây mọi người thấy nè, là nè dây nóng nè, dây mát nè, bên đây ra cũng vậy luôn, nóng mát. Mọi người tốt nhất là nên đấu đúng nha. Còn trên cái công tắc tơ thì mọi người số thì là 1 3 5 2 4 6 đó, thì 1 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè. Còn là cái đó là cái tiếp điểm thường mở mọi người ha. Thì khi cái này đóng xuống thì nó sẽ cấp điện từ đây sang đây nha mọi người, từ đây sang đây đó. Ở đây là tiếp điểm thường đóng, trên đây nó có ghi nè mọi người. Thường đóng có nghĩa là bình thường nó đóng lại nè mọi người, hay nhấn xuống thì nó mở ra. Mà mấy cái này mọi người không cần phải quan tâm đâu, tại vì cái này là ở trong đấu, ở trong cái tủ điện dùng nút nhấn on off thì mới sử dụng mấy cái tiếp điểm này. Còn điều khiển từ xa mọi người không cần sử dụng mấy cái tiếp điểm đó ha. Và mọi người chú ý là ở đây nè, là cái nguồn này, nguồn cấp cho cái cuộn cuộn coi của cái contactor mọi người ha. Thì điều khiển từ xa sẽ được cấp nguồn vào cái cuộn coi này, thì nó sẽ hút xuống, nó hút cái này xuống thì nó sẽ đóng điện từ từ trên đây xuống dưới đây ha. À, bên đây nó cũng, trên đây hai tiếp điểm này cũng là của cuộn coi luôn nha mọi người, đấu trên đấu dưới cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ đi đó vào cho mọi người xem ha. Thì cái công tắc tơ này gắn cũng dễ lắm mọi người. Mọi người có cái thay kiếm mua cái thanh ray giống vậy ha, mình móc từ trên móc xuống nè, cái mình nhấn xuống cái mình là nó vô à. Đó. Cái CB cũng vậy luôn, mọi người móc xuống dính vô, bấm này cho nó dính lại nè mọi người, đó là xong ha. Còn cái này thì cái điều khiển từ xa thì mọi người bắt nó, còn nếu mình xài ở nhà thì mình bắt nó vô cái táp lô hay gì đó mọi người ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi đấu vào đây nha mọi người. Thì trước tiên là mọi người đấu cho mình cái điều khiển trước ha. Điều khiển đây, dây mát đây mọi người, để mình sẽ đấu cái dây mát từ cái bộ điều khiển sang cái công tắc tơ trước mọi người ha.
Cái này mình đã chuẩn bị dây sẵn rồi để nó không có tốn nhiều thời gian của mọi người xem mình cắt dây rồi các thứ nó mất thời gian lắm. Đó. Đây là ngõ. Đây là cổng output nha mọi người. Để mình quay cái máy cho nó thấp xuống một tí cho mọi người xem cho nó dễ. Thì mọi người cái nguyên tắc đấu dây thì mình cũng đấu là điều khiển trước nha mọi người. Còn cái nguồn cấp với lại tải thì mình đấu sau cùng mọi người ha. Thì nó có cũng có nhiều cái lý do lắm mọi người. Trong ngành điện thì mọi người hiểu được. Và trước mắt mọi người là thì mình đấu điều khiển trước á thì nó có một cái tiện dây nè, mọi người đấu điều khiển trước thì nó không có bị vướng hai dây thôi mọi người ha. Còn nếu mọi người đấu mấy cái dây ở trên đây trước á, dây tải nè hay là dây nguồn cấp trước á thì nó bị sẽ bị vướng cái phần điều khiển mọi người, hoặc tí mọi người là đấu sẽ khó. Rồi đó, đây cổng này output của cái bộ điều khiển nha mọi người đấu qua bên cái công tắc tơ. Thì bên công tắc tơ mọi người không cần phải phân biệt là dây nóng mát đâu, như thế nào nó cũng chạy được hết á, nó không có cần phải nóng hay mát đúng rồi nó mới chạy nha. Nó chỉ là cái cuộn dây thôi, cứ có điện cấp vô hai đầu là nó hút. Rồi cái này là nguồn cấp cho cái nguồn cấp cho cái bộ điều khiển từ xa mọi người ha. Thì mình cũng đấu đúng như vậy luôn. Đó. Dây nóng nè. Thì cái dây mình đã được mình bẻ mình làm gọn sẵn rồi mọi người, cho nên mọi người sẽ thấy nó rất là gọn ha. Đây nguồn nguồn cấp, đây nguồn cấp này là sau CP nha mọi người, để mọi người phải mở CP lên thì nó mới hoạt động được. Mình sẽ cấp dây mát cho nó luôn nha. Đây cấp mát cho bộ điều khiển từ xa luôn nha mọi người. Thì các bạn xem cái phần mà mình cái video mà mình giới thiệu mình chia sẻ về cái cách đấu dây của bộ điều khiển từ xa này mọi người, thì nó y chang vậy thôi. Thì một pha thì mình lấy hai tiếp điểm này, còn ba pha thì mình lấy ba tiếp điểm thì thôi, nó cũng nói chung nó cũng giống nhau lắm, nó không có khác đâu. Cái phần điều khiển thì y chang nhau luôn ha, nó không có khác nhau ở chỗ nào hết á, chỉ có phần mà nguồn cấp với lại nguồn tải là nó khác thôi. Rồi nó khác ở cái CP 3 pha thôi mọi người ha. Rồi mình sẽ cấp luôn cái nguồn. Rồi bây giờ mình cấp nguồn cho cái tải nha mọi người. Cái này là nguồn cấp cho tải mọi người ha. Pha A rồi BC à, đúng lý ra sợi dây này thì cấp cái dây màu vàng nó mới đúng mọi người ha, mà tại mình không có dây màu vàng mình cấp cái dây màu trắng cũng được nha mọi người, chứ thường thường nó ba pha nó là màu đỏ màu xanh màu vàng mọi người ha. Đây thì để mình lập cho mọi người xem nhé. Đây nguồn được cấp sau CP lên cái công tắc tơ nó như thế này mọi người, ba pha ba pha đây A B C mọi người ha, thì ở đây cũng tương tự là A B C. Đây mình sẽ cấp nó nguồn nhớ như thế này, đây mình quay về cho mọi người nhìn cho nó rõ ha. Đó, mình cấp nguồn cho nó 3 giây.
Còn là cái nguồn mà vô cái bộ điều khiển từ xa này thì mọi người lấy một pha bất kỳ trong ba pha này đều được nha mọi người, chứ không phải nhất thiết nó phải là pha A, pha B, pha C nha mọi người nha. Vì điện ba pha thì mọi người biết là bất kỳ một pha nào so với mát thì nó cũng chỉ là một pha thôi mọi người. Ba pha thì nó phải ba pha với nhau nó mới gọi là ba pha. Ba pha thì hai pha này, so với pha này nó sẽ là 380. So này pha này so với pha này nó là 380, hoặc là bất kỳ pha nào so với nhau nó đều là 380. Đó là ba pha. Còn bất kỳ một pha nào so với mát thì nó cũng chỉ là một pha 220 thôi mọi người nha. Rồi, bây giờ mình cấp nguồn vào cho nó nữa nha mọi người. Đây mọi người nhìn nè, ngay nguồn vào đây đó, ABC này nha mọi người, và một sợi dây mát ha. Đó, ở mình quay lại cận cảnh lại cho mọi người xem ha. Đó thì nguồn vào sẽ được cấp vào ba tiếp điểm của cái contactor này. Là ở trên đây thì mọi người nhìn trên đây là L1, L2, L3 thôi ha. Đây mọi người thấy nè, mình đưa gần lại cho mọi người xem đó, mọi người thấy không, ở cuối nó có chữ L1, L2, L3 đấy. Còn ở đây nè, T1, T2, T3 ở dưới, ở đây là T1, T2, T3. Đây, vậy là mọi người đấu cái cấp nguồn vào xong rồi ha. Bây giờ mình đóng cái dây tải nữa nha mọi người. Rồi, sau khi cấp nguồn thì mọi người đấu cái dây tải vào là xong ha. Dây này là dây động cơ nha mọi người. Khi mình làm trong cái tủ điện đó mọi người, làm điện công nghiệp á, thì mình cần phải làm gọn dây mọi người ha. Đó, mọi người thấy không? Mình rút nè, sợi dây nó hở ra ha. Ok. Sorry mọi người, nãy mình quên nói cho mọi người cái tên của cái cổng này. Để mình quay trên đây đi ha. Ở bên đây nó cũng vướng dây rồi. Để mình lật cái dây này qua cho mọi người. Đây. Thì cái cổng của cái cuộn coi của cái contactor này nó có cái ký hiệu là A1 và A2 nha mọi người. Đây nó có cái chữ A1 A2 nè. Đây để mình đưa lên cho mọi người xem. Đây để mình lấy nét cho mọi người xem nhé. Đó, mọi người thấy không? Có chữ A1 và A2 ha. A1 A2 nè. Thì mọi người nghe mình nói nha. Thì mọi người cứ cứ cái output nè. Đó, mọi người thấy cái output trên bộ điều khiển từ xa này không? Cái output thì mọi người cứ đấu hai cái dây ngõ ra của hai cái dây ra của output này vô cái A1 và A2 của cái contactor là ok nha mọi người. Còn nguồn thì mình cứ cấp vào cổng input này ha. Rồi, ở đây mình bây giờ mình sẽ bấm cho mọi người xem thử nhé. Ở đây mình không có động cơ ba pha để mình thử cho mọi người xem nha, cho nên mọi người chỉ xem như thế này thôi. Đấy, mọi người thấy nó đóng rồi nè. Đây mọi người thấy là nó cấp nguồn qua nè. Đây mọi người thấy không, cái dích thư điện của mình nè. Để mình lấy cái dích thư điện kia cho mọi người xem cho nó rõ. Đây mọi người thấy không, đó cấp nguồn nè, có điện nè ha. Đây mình tắt nè. Đó. Thì tương tự ba pha này nó cũng y như nhau mọi người ha. Khi nó đóng xuống thì ba pha này là chắc chắn nó phải có điện ra rồi. Nếu nó không ra thì điện ra, nếu mà điện ở dưới đây không có thì chắc chắn là cái tiếp điểm của cái công tơ này hư nha mọi người. Rồi thôi, video của mình đến đây xin kết thúc nha mọi người.
Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình rất nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người sẽ thành công với cái cách đấu dây cái bộ điều khiển từ xa cho cái động cơ ba pha này nha.